Xin chào mọi người nhé, mình là Mexico đến từ gian hàng Mexico trên Lazada và các sàn thương mại điện tử lớn khác. Hiện tại là gian hàng mình, nếu mọi người là người mới chưa có biết đến gian hàng mình thì có thể ghé thăm tại gian hàng Mexico trên Lazada nhé. Hiện tại gian hàng mình đã có 49.400 người theo dõi, thì rất cảm ơn gần 50.000 người anh chị đã tin tưởng và mua sắm tại Mexico ha. Thì hôm nay mình muốn mang tới một sản phẩm cực kỳ hot, đó là dòng iPad Gen 5 bản 32GB Wi-Fi ha. Thì đặc điểm của dòng này thì bên mình có dòng này là bản 99%, thì mọi người nên phân biệt giữa dòng 99 và các dòng khác. Có nghe dòng 99 bên mình thì hình thức vỏ mọi người có thấy là rất đẹp, dường như chảy xước dưới 1mm mà nếu mà cầm trong tay là không thể thấy được ha. Thì con này có cái điểm mạnh là hiện tại nó có nâng cấp lên chức năng là Touch ID, mở khóa bằng vân tay, và có con RAM là 2GB mọi người ha. Thì hiện tại bản này bên mình có hai màu là màu trắng và màu gold. Thì con này thực sự đáp ứng với nhu cầu, mọi người thấy không? Màn hình là 9.7 inch, thì pin nó là 7800, thì trải nghiệm rất là tốt. Những cái dòng máy tại bên mình á, thì bán cho mọi người là pin, những cái dòng máy iGen 5 này là pin đều trên 90% nha. 90% là pin 9X rất là cao. Thì mình trải nghiệm một con máy này là màn hình 9.7 inch này, màn hình Full HD mọi người ha. Thì nếu mọi người có thể coi rất là rõ ha, rất là rõ ràng. Mọi người thấy rõ ràng không? Rất là trung thực ha. Thì con máy này thì có một cái gói bảo hành là 6 tháng và tặng những gói quà tặng kèm đối với Mr. Cầu, tặng kèm và đối với khách hàng mới có thể theo dõi là giảm thêm 100. Thì gói sản phẩm này bên mình có tặng kèm là một bao da, một củ sạc 12W và một cáp sạc nha mọi người ha. Đó. Thì vấn đề lưu ý là mọi người mua hàng online thì không tránh khỏi việc lo lắng trong quá trình nhận hàng, tại vì bên Lazada họ sẽ không có hỗ trợ đồng kiểm. Thì mọi người hãy an tâm nhé, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nhận hàng thật là uy tín. Thứ nhất thì hộp hàng bên mình đóng đi là sẽ có khóa seal và hình thức hộp sẽ như vậy nha. Đấy, khóa seal, seal này là seal đặc biệt của bên mình, seal bể nha. Nếu mọi người chỉ cần cắt là nó sẽ rách, nó tự bể là không thể dán lại được ha. Nếu mọi người trong máy hộp nó sẽ có 3 hộp hàng, 3 seal. Nếu siêu này có dấu hiệu bị cắt hoặc moi móc cắt ra thì mọi người hãy từ chối nhận hàng từ ngay khâu ban đầu giúp mình nhé. Tem này là tem bể mọi người ha, không thể có thể bóc ra được, chỉ có bóc là bể thôi ha. Thì và lưu ý mọi người luôn luôn quay video khi mở hộp giúp mình nhé, luôn luôn quay video từ khi hộp còn nguyên siêu để đảm bảo mọi người có vấn đề, bất kỳ vấn đề gì bên mình có căn cứ và có thể hỗ trợ anh chị một cách rõ ràng và nhanh chóng nhất. Và dạ thì hiện tại con này là có mức giá là từ để coi nhé, mức giá là rất là cạnh tranh với mọi người ha. Hiện tại con máy này mình đang bán với giá là đây là Gen 5 của mình nhá, đây là Gen 6. Thì Gen 5 này có sản xuất là giá con này là nó là 5.8 triệu mọi người nhá, 5.8 triệu. Đây 5.8 triệu thì được free ship. Thì con máy này là có cấu hình là thực sự là làm việc, nếu mọi người đi gặp đối tác nè, đối tác khách hàng thì cầm một con máy này vậy thực sự là rất là sang trọng và nó có thể mang lại một hiệu năng trải nghiệm thật là tuyệt vời mọi người nhé. Thì mình là Mexico, hôm nay mình lại mang đến một sản phẩm mới đối với những tệp khách hàng là cao cấp hơn một xíu, là dòng này dùng cho doanh nhân đi làm hoặc là để các bạn có thể đi trao đổi công việc với tất cả những khách hàng đối tác của mình nha. Thì chúc mọi người một năm mới thật là nhiều niềm vui và sẽ thành công trong một năm mới thành công lớn hơn năm nay nha mọi người ha. Xin chào mọi người.